Rồi, hello, chào anh em ha. Thì chúng anh em đây là sơ đồ S150 ở đời 25 đến 28. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách mà mình đọc sơ đồ như thế nào ha. Chỉ cần học cách đọc sơ đồ thì tất cả những sơ đồ của những cái hãng xe khác mình đều có thể đọc được nha anh em. Để mà đọc được cái sơ đồ này thì mình phải có những cái thông tin và những cái chi tiết đường dây nó chính xác nha. Có những cái sơ đồ mà đường dây sai mình rất dễ là bị rối hoặc là làm sai đấu dây hoặc chập cháy nha. Từ trước đến giờ anh em nếu mà cảm thấy mà sơ đồ nó rối ren quá thì có thể coi clip này, mình sẽ hỗ trợ anh em đọc cực nhanh và cực dễ. Và đọc sơ đồ này nó sẽ giúp mình rất là nhiều việc trong vấn đề mà tìm ra ban bận hoặc là bắt mạch đường dây, thậm chí là mình độ chế luôn nha anh em. Đây là cái sơ đồ mà mình đao trên mạng về nhưng mà nó không có rõ nên buộc mình phải ngồi mình đánh lại từng con số một, mình liệt kê ra hết rồi mình đo kiểm nha. Mình đo trên dây thật nha anh em, chứ không phải là mình ngồi mình nhìn bằng mắt rồi bắt đầu mình đoán số đâu, không có đâu. Mình đo từng dây một. Cái dây này sơ đồ trên mạng mình thấy rất là chính xác nên mình ngồi mình đỡ phải vẽ thôi, mình ngồi mình liệt kê lại những con số này thôi. Đây, người ta có đánh ghi số hết rồi này, nói góc chụp khủ đồ này hết đó. Anh em có thể lên mạng tìm đao xuống, còn những cái màu dây này nó không chính xác nha anh em, đừng có nhìn màu dây, nó chỉ đúng vài cộng thôi còn lại là không đúng, nhưng mà nó đi thì đúng nha, nối thì đúng. Thì việc đầu tiên mà để đọc được một cái sơ đồ á, mình cần phải hiểu được là mình cần đọc về cái gì hoặc là mình cần tìm cái gì trên cái sơ đồ đó. Ví dụ như là bắt bật FI hoặc là đề không nổ máy thì mình sẽ tìm cái gì trước, nguyên nhân nào dẫn đến không nổ máy thì mình tìm cái chính trước nha anh em. Rồi bắt đầu mình lần lần tới cái nhỏ, ví dụ như đồng hồ S150 thì mình tìm cái giắc đồng hồ đây, rồi bắt đầu mình lần ra. Còn FI á, thì ở trên đây, đây là cục FI, đây là cái phần FI này đó, mình nhìn thấy cái giắc này. Thường á, để mà biết được á là cái nào có chính là mình nhìn cái giắc là to nhất là nó giắc S150 nha. Đó, người ta sẽ quay cái mặt lên như vậy này, người ta sẽ bắt đầu người ta vẽ đây đó, nó nhìn vô đây bắt đầu nó vẽ nguyên cái mặt này đó, vẽ lên đây ha. Xong bắt đầu từ cái giắc bự nhất mình lần ra những cái dây nhỏ. Thường ấy ECU á thì nó có tín hiệu vô và tín hiệu ra, thì bên này mình đã đánh dấu hết những cái tín hiệu vô rồi, rồi tín hiệu ra mình cũng đánh dấu chân đồ hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi từng chi tiết trên con ECU này. Những tín hiệu vô mình sẽ chia sẻ số chân trên ECU này cho anh em coi luôn ha. Đây, 1 này, anh em thấy không? 6 này, 11 này, thì mình đếm qua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đấy, chính xác chưa? Đó, thì cứ đếm lại tới 33 133. Nhưng mà có chân người ta không làm, người ta lấy cái bút nút nhựa người ta in lại. Giờ mình sẽ nói về những cái tín hiệu vô trong ECU ha. Cái đầu tiên là kích lửa, số 1 đây anh em. Đây, trên đây mình đây có hết nha, nhưng mà mình sẽ nói nhanh thôi. Kích lửa thì cũng có hai chân, chân đỏ và chân đen sọc xanh. Đó, dây đỏ và dây đen sọc xanh là chân số 6 và chân số 5. 6 là chân đỏ, 5 là chân đen sọc xanh. Anh em có thể về tự xem trên cái giắc ECU của mình nha. Rồi, tiếp tục tới TBS. TBS là gồm có 13 thứ trong đây, cái cảm biến 13 thứ, 17, 18, 19. Này, áp suất khí nạp, nhiệt độ khí nạp và vị trí tay ga ha. Là gồm có chân 30, chân số 9, chân 20, chân 18 và chân 21. Đây, giắc TBS trên bộ dây S150 đây. Cái thứ ba là nhiệt độ động cơ. Nhiệt độ động cơ gồm có chân 31 và chân 16. Nó dơ quá, anh em thông cảm cho mình ha. Dây cũ, xanh sọc đỏ và đen sọc xanh. Tiếp đến là con góc nghiêng. Dạ, góc nghiêng này. Đó, gồm có 3 chân. Chân xanh, chân vàng sọc xanh và chân đen sọc xanh là chân 10, chân 19 và chân số 7. Tiếp đến là con oxy. Chân xám sọc đỏ nha. Đó. Chân số 8, oxy và cảm biến tốc độ. Đấy, đen sọc xanh, trắng và dây màu xanh. Thì mình sẽ nói nhanh sơ qua nhiệm vụ của từng mấy cái thằng này. Thằng kích lửa có nhiệm vụ là xác định chính xác thời điểm đánh lửa. Cái thằng TBS có nhiệm vụ là đo được cái áp suất này, được cái nhiệt độ khí nạp này và cái vị trí bướm ga của mình nó mở như thế nào để nó điều chỉnh được cái lượng phun nha anh em. Cái hàng thứ ba là nhiệt độ động cơ, có nhiệm vụ là đo nhiệt động cơ chính xác nhất để điều chỉnh được lượng phun. Cái thứ tư là cảm biến góc nghiêng, nếu mà nó bị nghiêng xe á, nó không có nguồn 5V á, nó không cấp cho tất cả những con cảm biến còn lại, nó không hoạt động nha, tắt hoàn toàn luôn. Còn con oxy nó có nhiệm vụ là thì nó đo được cái lượng oxy trong cái khí thải đó còn nhiều hay ít để đến điều chỉnh được cái lượng phun nha anh em. Tiếp tới là con cảm biến tốc độ. Thì cái con này á, mình nghĩ là nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề mà ví dụ như đứng tại chỗ nè, thì nó sẽ không làm bị quá nhiều xăng, hoặc là khi mà có tải rồi á, bắt đầu chạy á, là sẽ đo được cái lượng đo được cái tốc độ
để nó tính toán nha. Thì mình cũng đã nói xong sơ cái phần mà tín hiệu vô rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tính tín hiệu ra. Thì ở cái tín hiệu ra này nha anh em, là có hai thằng chính là một thằng mobin và một thằng tim full. Nói chung luôn là đa phần ECU nó sẽ khiển mát tất cả những cái tín hiệu vô này, hỗ trợ chủ yếu là cho thằng đánh lửa và thằng kim phun. Thì hai cái thằng này là tín hiệu ra cực kỳ quan trọng, nó là chính luôn. Còn cái thằng bơm này á, bắt buộc là phải đi qua ECU. Ví dụ như mà mình đứng tại chỗ, mình mở máy lên nhưng mà mình không chạy, tránh trường hợp là bơm liên tục ha. Đầu tiên là dây mô bin sườn, dây này là chân 23 nha anh em. Đây anh em thấy màu dây của nó ha, dây của nó đây nha, dây mét mô bin sườn đây. Còn dây này là dây nguồn dương, dương thì dương luôn có thôi, sau khóa thôi, không gì hết. Cái này là mới là chính này, từ ECU ra này. Dây thứ hai là chân kim phun, chân kim phun anh em. Dây này dây cam sọc đen. Tiếp tục là tới dây bơm, dây bắt bơm xăng của mình đây, dây xanh sọc đen nha anh em, xanh sọc đen, chân 13, dây mát. Tiếp tục là tới thằng dây mát của thằng đèn pha, là chân 33, jack mát đèn pha này anh em, jack đen sọc vàng này nha, đen sọc vàng này đây. Và ở trên jack ECU đây, anh em thấy có hai chân đen sọc vàng gần nhau không? Cái chân mát số 11 này, đây mới là chân mát của nguồn ECU. Còn chân mát này mới là chân mát số 13 mới là chân mát của đèn chính nha anh em. Đó nên mình đừng có lộn hai chân này nha. Thằng mát đèn pha tại sao nó lại câu vô ECU? Mưa nó thiết kế là không có giò đạp nha, nó chỉ có đề thôi. Để ví dụ như mà nổ máy thì mới cho đèn sáng, chứ chưa nổ máy mà nó đèn đã sáng thì nó cứ thể là mình quên á, là hết bình là mình không đề được. Lúc đây mình chỉ có đẩy bộ hoặc là quay bánh thôi. Nhưng mà một cái điểm yếu dở của thằng này ấy, là ví dụ anh em để nổ máy đúng không, đèn sáng nha, khi mà mình thả côn ra máy tự tắt là đèn nó lại không tắt. Đấy là dở cho đó. Tiếp tới thằng rơ le quạt thì mình quên đánh rồi, là chân trắng sọc vàng ở đây. Đó, trắng sọc vàng, chân sọc vàng trên ECU là chân số 2 nha anh em, chân mát của điều khiển rơ le quạt ấy. Nóng quá thì cấp mát để cho rơ le đóng, bắt đầu quạt quay để hỗ trợ động cơ ha, không bị quá nhiệt. Chân tiếp theo là chân 26 là đọc lỗi nha. Đây là jack đọc lỗi của chân này, chân lơ này, jack đọc lỗi của E150 ha. Dây lỗ này để nó báo lỗi tất cả những cái con cảm biến trên đây, con nào bị lỗi là nó báo hết. Ví dụ như mà đồng loạt tất cả những con đều bị lỗi hết thì sao? Nó sẽ báo từng tín hiệu một, tín này báo này trước, tốc độ trước, chúng tôi oxy, chúng tôi góc nghiêng, nhiệt độ, TPS rồi kích. Đó, nói chung thì người ta đã thiết kế rồi ha. Nó là một cộng dây là cũng có cái lý do của nó. Đó, vậy thôi, tất cả những tín hiệu ra thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Chủ yếu là thằng kim phun với mô bin sườn này, nó cũng rất là quan trọng. Thì mình cũng đã nói sơ về tín hiệu vô và tín hiệu ra cho anh em xem rồi đó. Thì cái cuối cùng trong ECU là anh em thấy ở đây không, mình chưa nói không, đây là dây nguồn này. Đấy, dây nguồn là dây nâu sau khóa nha. Dây nâu sau khóa, đây anh em thấy không, ở đây là có cục chia này, cục chia dây nâu này, màu nâu là dây nâu sau khóa hết. Đó, chỉ có một cộng dây nâu là chân số 29 chạy vô ECU cấp nguồn cho nó, và ba chân mát là chân số 1, chân 17 và chân 11 là dây đen sọc trắng và dây đen sọc vàng. Thì ba chân này anh em để coi, nó chạy xuống này này. Đó, chạy qua đây, chạy lên đây, chạy qua cái cọc mát. Đó, cái cọc mát mà mình hay nói á. Đây là nguyên lý chung của ECU, và tất cả những cái con ECU đều cần phải cấp nguồn cho nó. Ví dụ như từng hãng đi, Yamaha nó chọn là cảm biến nguồn 5V, hoặc là một cái hãng khác nó chọn là 3V thấp hơn, thì tại sao nó lại chọn nguồn 5V mà không phải là giữ nguyên 12V xài luôn? Tại vì anh em hiểu á, nguồn vôn càng lớn thì càng sinh nhiệt nhiều. Đó, thì nó phải hạ để nó giảm được cái quá trình mà sinh nhiệt trên cảm biến á, thì nó hạ cái nguồn 5V xuống. Hạ nguồn 5V xuống để xài được cái con cảm biến nó xài bền hơn. Đó, thì nó bớt được cái việc mà sinh nhiệt gây hư hỏng cảm biến ha. Thì trong ECU nó có một cái mặt nhỏ để nó hạ từ nguồn 12V về 5V, sau bắt đầu nó cấp cho tất cả con cảm biến. Thì từ con cảm biến đó, nó đo, nó kiểm làm sao đó, thì nó truyền tín hiệu ngược lại về. Thì tín hiệu ở đây á, là những cũng là vôn thôi, là 3.1, 3.2, 3.3. Thì nhà sản xuất người ta mặc định là 3.1 là 60 độ C. Ví dụ như ở cảm biến nhiệt độ đi, 3.1 60 độ C, 3.2 là 62 độ C. Đó, cứ như vậy là tất cả những con này đều có nguyên lý chung là gửi tín hiệu bằng nguồn vôn về thôi. Đó, thì ECU được lập trình như vậy để nó hiểu. Thì để được một đọc một cái sơ đồ á, mình cần phải hiểu được cái nguyên lý làm việc của tất cả những cái bộ phận này. Đọc sơ đồ á, nó chỉ là một phần phụ để mình hiểu thôi. Còn lại là mình buộc mình phải hiểu được cái nguyên lý thì nha anh em. Thì mình mới tìm những cái mà mình cần rất là nhanh, và bắt ban bận cũng rất là nhanh.
Rồi thì ở clip này mình cũng đã chia sẻ với anh em cách mà mình đọc sơ đồ như thế nào và đứng cái con cảm biến, tín hiệu vô, tín hiệu ra và ECU, nói chung là có cái nhìn tổng quan. Mình cũng đã chia sẻ với anh em về cái nhìn tổng quan hơn về FI trên Exciter 150 nha. Thì ở clip này cũng khá là dài rồi và cảm ơn anh em đã xem clip tới phút cuối của video này. Thì mình chào tạm biệt em, hẹn anh em clip sau. Clip sau mình sẽ chia sẻ với anh em về cục đồng hồ ha. Nói chung thì cái sơ đồ này cũng không có gì là phức tạp đâu, cũng rất là dễ. Rồi thì cảm ơn anh em nha. Rồi chào tạm biệt anh em.